hiện nay. Thưa quý vị, một nguồn phóng xạ tại nhà máy thép Pominaba, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được xác nhận bị mất cách đây 3 tháng. Điều nguy hiểm là theo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân là nếu ở khoảng cách tiếp xúc 10 cm, nguồn phóng xạ này có thể gây ra liều chiếu xạ cao gấp 2,5 lần mức cho phép đối với một người bình thường, nên được xác định là khá nguy hiểm. Sau một ngày tích cực tìm kiếm thì trong sáng ngày hôm nay, một người dân đã gọi điện cho cơ quan chức năng thông báo đã nhìn thấy vật tương tự như nguồn bức xạ trên. Trong ngày hôm nay, các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai tìm kiếm tại nhiều địa điểm. Trong đó, các cơ sở thu mua phế liệu xung quanh khu vực được lực lượng tìm kiếm đưa thiết bị đến dò tìm. Thông tin mới nhất là anh Trần Văn Toàn, nhân viên bãi chôn lấp chất thải rắn công nghiệp Quebec Vina, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành cho biết, anh đã từng phát hiện một vật có hình dạng tương tự như nguồn bức xạ của nhà máy thép Pomina 3. Thời gian phát hiện vào khoảng tháng 8 năm 2014. Do không biết là vật gì nên anh đã vứt vào bãi chôn lấp của nhà máy này. Cái đấy thì người bãi ra người ta nượm được trong xe cảng. Hình dạng của nó thì nó cũng như trên mạng người ta đăng đấy, thì em thấy vậy thì em mới gọi điện cho các anh đến để xử lý cái vụ này thôi. Ngay trong chiều hôm nay, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cùng các đơn vị chức năng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến hiện trường để tiến hành đo đạc tìm kiếm. Tuy nhiên, kết thúc buổi tìm kiếm vẫn không có tín hiệu nào khả quan. Theo đại diện Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, việc tìm kiếm hiện đang gặp nhiều khó khăn. Hiện nay thì nó sẽ việc tìm kiếm cũng khá khó khăn bởi vì là cái thời gian xảy ra cái này thì cũng đã qua lâu, và thứ hai là các cái thông tin liên quan thì hiện nay cũng chưa có cụ thể. Thì đấy là cái thông tin khó nhất. Bên trong một cái không gian nó rất là rộng như thế này thì việc tìm kiếm rõ ràng là sẽ gặp nhiều cái khó khăn, và chúng tôi đang cố gắng để có những cái kịch bản tốt nhất để tìm được. Là quan trọng nhất là phải đưa ra các kịch bản để tìm, còn cục chúng tôi chỉ có hỗ trợ phương tiện để mà đi dò tìm thôi, chứ còn kịch bản thì mình phải trên cơ sở lấy lời khai ở đây rồi trên cơ sở đó thì mới đi. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã đưa vào những thiết bị dò tìm bức xạ hiện đại nhất. Trong ngày hôm nay, đơn vị chức năng đã mở rộng vùng tìm kiếm sang khu vực nhà máy xử lý chất thải Tân Thành và hơn 20 vựa phế liệu trên địa bàn huyện. Cái phóng xạ này thì nếu nói về cường độ thì nó cũng phải là quá mạnh, nhưng mà nó cũng nguy hại nếu người ta tiếp xúc gần trực tiếp và lâu dài thì nó cũng nguy hiểm. Cho nên cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra bây giờ là ưu tiên cho vấn đề tìm kiếm và thu hồi. Cũng theo cơ quan chức năng, thời gian bán rã của nguồn phóng xạ CO60 là 5,3 năm. Sau thời gian này, độ phóng xạ của nguồn bức xạ này giảm còn một nửa. Tuy nhiên, vẫn gây nguy hại cho con người. Trong ngày mai, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm tại khu vực nhà máy thép Pomina 3 và mở rộng sang các bãi chôn lấp trên địa bàn các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.